Một phụ nữ Jordani đã nuôi gần 30 chú rùa trong hơn 20 năm tại vườn nhà ở Amman nhằm bảo vệ những sinh vật bò sát này. Với hàng chục con rùa sống trong nhà, người yêu rùa đã thiết kế một không gian đặc biệt cho những con vật này. Mỗi chú rùa có kích thước và tuổi đời khác nhau. Những chú rùa trở thành nguồn hạnh phúc và là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Từ khi thành lập vào năm 2011, Bill Basie và các đồng nghiệp của mình đã tiến hành nhiều chiến dịch khác nhau để nâng cao nhận thức về rùa và rùa cạn, bao gồm tổ chức các sự kiện tại trường học và hoạt động dành cho trẻ em, giảng dạy cho họ về những mối đe dọa đối với loài động vật này và cách chăm sóc tốt nhất cho chúng.